Mỹ Thái xin chào quý vị và bạn, ngày hôm nay sẽ review nhanh hai chiếc xe đến từ ô tô Thái Bảo, đó là chiếc Hyundai i10 đến từ Ấn Độ, nhập khẩu 2016 bản đủ các bạn nhé. Và bên cạnh đó là chiếc Kia Morning màu trắng ngọc trai phiên bản 2013 đến từ Việt Nam City. Và bây giờ chúng tôi sẽ review chiếc Hyundai i10 bản đủ đầu tiên, đó là màu bạc, mâm đúc, phanh đĩa và cảm ứng từ mở vân tay. Cái xe này thì một chủ từ đầu cam kết luôn các bạn ạ, dàn lốp còn tới 85%, toàn bộ mộc xe hết sơn, các bạn nhìn thấy hai màu tôi tặng xe luôn. Xe đã được trang bị cam lùi rồi, i10 Grab. Review phần ngoại quan cho quý vị và bạn cùng xem trước đã, sau đó tôi sẽ review sang phần nội thất. Bây giờ em sẽ đến phần nội thất của chiếc xe này, mở khóa từ vân tay này. Ok, cửa kính lên xuống bằng điện, toàn bộ kính theo xe. Xem đi được bao nhiêu này, mở start top nha các bạn nhé. Chìa khóa thông minh hai chìa luôn, em để trong nhà một chìa, nước hoa Paris của Pháp. Em bật công tăng lên xem nào, vào điểm mét rồi. Quả đấm còn mới xịn sò, em chưa mở, khi nào khách xem thì em mở cho. Đi được 78.063 km, chuẩn xác luôn các bạn ạ. Cảm ứng lùi, cam lùi đầy đủ cam hết rồi nhá. Ok, bản đủ đấy các bạn ạ. Trần thì đã được bọc táp đi toàn bộ bằng kim cương. Bản đủ thì sẽ Pro Control, rồi là cảm đàm thoại rảnh tay. Đây Pro Control đây các bạn này. Đấy, số gảy tay, âm lượng to nhỏ, Arubert, bóng khí vẫn còn các bạn nhé. Cửa kính lên xuống điện. Rồi, mình xem cái lắp cabo, cái trước khi lắp cabo chúng ta đến cái phần hàng ghế sau. Xe khá là đẹp, da căng nét luôn, động cơ nổ êm như cho con thở. Đây, xe chưa có gì phải suy nghĩ cả, em mở cho bác xem nhá. Nghe xin nét luôn, nghe tiếng cốp sướng rồi. Ôi, màu đèn thì siêu sáng nhá. Động cơ đang nổ các bạn nhé. Cái xe này 100 cây đâu đó rồi, 4,5 lít thôi. Ăn hơn thì em yêu cầu các bác giả xe, em giả lại tiền. Ốc trần máy vẫn còn sơn zin, bình điện mới thay. Bên này đó là chiếc Kia Morning đời 2013 đang được chào cái giá loanh quanh đâu đó trên đồng chút. Em kia thì phải trên 2 đồng rồi các bạn nhé. i10 trên 2 đồng, còn em này thì trên 1 đồng. Đời 2013. Xe này thì em đã review trước rồi, một chủ của cô giáo đi rất là đẹp. Giữ gìn xe nội thất sạch sẽ. Thế da đỏ đen. Đấy, nội thất thì phải nói là cũng đẹp. Màn hình ok chưa? Được cái là hai xe đều được trần tao ly đẹp lắm. Này. Ba đi nhá, cái đỏ đen. Xe này thì đăng kiểm còn 1 năm nữa các bác nhé, cứ thế chạy thôi. Cửa đóng cái tanh tách luôn, nghe rất sướng. Đằng sau có cam lùi này, biển 98A03905. Cốp mở cho bác xem này. Đây, keo chỉ không mất một phân luôn.
Ôi, nhìn đẹp chưa? Em này thì đăng kiểm này em đã review luôn cho các bác. Tháng 1 năm 2025 mà bây giờ em sẽ đề nổ và sau đó mở lắp capo cho các bác cùng xem nhé. Máy nổ nguyên nét luôn. Ok. Hai trước em chào với giá là bao nhiêu nhỉ? Ở trên 1 đồng và trên 2 đồng tổng tầm 400 là các bạn sờ được hai em này rồi. Có thể là tiến lui được. Bây giờ Minh Tài sẽ chào quý vị và bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những chiếc xe mới nhất về với ô tô Thái Bảo. Địa chỉ trên xe đối diện bệnh viện đa khoa mới tỉnh Lạng Sơn. Hotline 0978 5653 con áp. Gặp Mr. Thái.